Đây là cánh gà khoảng 1 kg. Thì mình sẽ làm cách trộn bột chiên giòn, mà chiên trong air fryer, mình không có chiên trong dầu. Thì mình sẽ bày cho các bạn cách mình làm. Có chả giò mình phải chiên qua dầu, bởi vì bây giờ bột mì nó quá khô. Còn cái gà này bản thân nó đã có mỡ rồi, chiên xong là mỡ ra kinh khủng lắm. Cho nên là bây giờ mà chiên qua dầu rồi chiên nữa thì béo, thì Liên rất là ngại. Cho nên muốn hay không Liên vẫn chiên không, Liên chiên khô cho con Liên nó ăn. Thì Liên sẽ làm video cho các bạn, nhưng cũng nói trước là như vậy, cái cánh gà đó không cho con nó ăn nhiều, bởi vì nó không có tốt cho sức khỏe. Theo bộ sức khỏe họ nói cánh gà á, cho nên là Liên sẽ cắt chỗ này làm đôi, cắt ra rồi cái Liên bỏ cái khúc này, Liên bỏ đi, Liên chặt, Liên bỏ đi. Thì mình đó, mình cắt, mình chặt nó ra đó, thành cái miếng riêng này, thấy không đó, miếng này riêng đó, rồi miếng này riêng, và bỏ mấy cái này đi. Rồi trong nhà mình đó thì là mình dùng cái thớt gỗ nhỏ để chặt thịt sống đó, chứ không có dùng chung các loại thớt. Sau khi rửa thì để cho nó ráo nước một chút xíu, rồi mình sẽ ướp muối khoảng 5 gram với lại một muỗng tiêu 5 gram vậy thôi, không có ướp đường, sóc nó đều lên. Rồi bắt đầu cái mình cho 3 muỗng canh bột năng mình sóc lên, và 3 muỗng canh, 3 muỗng rắc vô. Hai muỗng trước ha. Mình sóc nó đều lên rồi. Hai muỗng canh bột năng. Giờ mình cho nó vô và mình cất tủ lạnh cho nó cứng thêm một chút xíu nữa. Cứng và nó ám cái bột chút xíu nữa. Rồi cái quét một chút dầu lên, để khi mà mình bỏ gà vô mình nướng lên nó khỏi dính, nó để cho nó tóc lên cho dễ dàng á. Cho chút dầu. Mình cho nó nóng cái lò đâu khoảng 2-3 phút, 200 độ C. Trứng gà đánh cho nó tan ra. Mình cho hai cái trứng. Rồi. Bột thì mình sử dụng cái bột này của mình mua ở ngoài shop, mình thấy là bột chiên, chưa biết tiếng gì. Đây là cái bột nha. Đó thì bây giờ bắt đầu cái mình lấy gà, gà sau khi ướp với lại đây miếng gà ướp với lại mình rắc cái bột năng hồi chiều đó. Rồi bây giờ mình cho nó qua gà. Rồi cái mình cho nó qua bột. Cho nó qua áo áo một lớp. Mình thì mình chỉ chiên có một lần thôi. Nhưng mà nếu các bạn thấy chưa vừa ý thì các bạn phải áo thêm lần nữa, rồi làm thêm một lần nữa nha. Mình thì làm một lần thôi đó. Bỏ miếng gà vô như vậy. Đây, xong áo rồi, bây giờ mình bỏ vô nồi chiên ha, 200 độ C. Mình mười lăm phút ha. Cái mở ra đó, thấy nó cũng vàng, thấy cũng ngon, nhưng mà chắc cho thêm vài phút nữa đi. Thêm 3 phút nữa ha, thêm 2 phút nữa thôi. Vậy là tổng cộng 17 phút. Nhìn thấy ngon lắm. Ủa mà sao nó mờ vậy ta? À đây. À.
này là mẻ thứ hai. Mẻ đầu mình làm cho thằng con nó kêu rất là ngon. Đó. Nó nói bằng tiếng Việt đó. Ngon hơn mà ông hiểu hơn gì, cái cuối cùng mới phát hiện ra là ngon hơn, là ngon ngon hơn chiên dầu mà ông nói ngon hơn. Nói với ông là mẹ không có chiên dầu mà mẹ chiên air fryer không, cái ông nói ngon, ông ăn xong kêu ngon hơn. Tôi thử miếng đi con, tôi thử miếng đi, nóng không có nóng gì đâu con, mẹ mới làm xong ăn con thử thử. Mẹ làm không có chiên, không có bỏ qua chiên dầu đó, tại vì cái này nó béo sẵn rồi mà bây giờ chiên dầu, dầu mỡ dữ. Ngon thiệt không? Vậy hả? Vậy thôi từ nay, tại tại vì từ nay về sau mẹ không chiên qua dầu nữa, tại từ từ trước giờ thì mẹ vẫn chiên hỏng dầu, nhưng mà đợt trước thì mẹ làm với lại cái bột thường, mà bữa nay mẹ mua được cái bột của Nhật hay của Hàn gì đó, mẹ làm mẹ thấy có vẻ cũng ngon lắm con. Ừ, với lại mẹ làm kiểu mới ngon ha. Ừ, giỏi. Không biết. Các con khen ngon là được rồi, không quan trọng người khác nói gì, chỉ tụi nó ăn lành mạnh, ăn uống bớt dầu bớt mỡ là mình mừng rồi. Vậy thôi, mình chúc các bạn ngày vui. Ba ly nước thì lại cho mọi người coi, ở trong khi mà máy trong cái lòng á, nó chỉ dính có chút xíu thôi, cũng không đáng kể gì cho lắm, cho nên vậy là cũng ổn rồi nha. Vậy đó, cho mọi người coi thực tế là nó chính như vậy, và nó như vậy đó hả, nó chỉ dính chút xíu thôi chứ cũng không có đến nỗi nào. Còn ở đây bột nó rớt xuống hả, vậy thôi hả. Mình nướng hết ra một 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 ký thịt gà mà đó, nó rớt bấy nhiêu bột với lại cái vô xuống như vậy hả, cho mọi người coi.